Cẩn thận! Nhất Mục Ngũ, các ngươi lấy mạng người khác gây hại cho nhân gian, hộ sĩ Cung Luân bọn ta hôm nay sẽ thay chúng sinh phục ma chính đạo. Bọn nộp mạng. Phục ma chính đạo, đợi kiếp sau đi. Hay lắm. Yêu quái đến ăn thịt người đây. Mau xuống đây, đừng có hù con. Trêu nó thôi mà. Hay lắm. Mau chạy đi. Yêu quái, mau chạy đi. Mau chạy đi. Yêu quái. Yêu quái đến rồi. Mau chạy đi. Yêu quái. Yêu quái đến rồi. Chạy đi. Phu quân. Cha. Mau chạy đi cha. Chạy đi cha. Phu quân, mau chạy đi. Chạy đi cha. Chạy đi cha. Tan. Chạy đi cha. Nào, lại đây. Nghe lời mẹ, tuyệt đối đừng ra ngoài. Ngươi là tên súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Bọn ta là súc sinh, chỉ có kẻ bị giết mới là súc sinh. Lại là một tên hòa thượng thích lo chuyện bao đồng.
tiếc là hắn đã đến chậm một bước. A-di-đà Phật, nhóc một ngủ, ngủ yêu đắc đạo như ngươi đúng là không dễ, nhưng lại suốt ngày gieo quả ác. Bần tăng khuyên các ngươi đừng nên gây thêm nghiệp sát sinh. Nếu chịu quay đầu sám hối, bần tăng sẽ cho các ngươi một con đường sống. Đường sống? Đường sống ở đâu? Người đời sợ yêu, hễ gặp là giết. Nếu không giết sạch người đời thì yêu làm sao có đường sống? Nghe súc, nếu không biết hối cải thì đừng trách bần tăng. Được thôi, nghiệt súc, đừng có ngông cuồng. Đừng hòng nhốt bọn ta bằng cái chuông này. Tu La Phật Thủ. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Dưới chân Bồ Đề, chúng sinh đều có nhân quả. Nay phong ấn nhất một ngũ nghìn năm để sám hối. Điểm yêu lục và ghi vào điểm yêu lục, không chờ đến khi chương tùng ra quả, vạn tuế nở hoa, vĩnh viễn không được nhập phàm. A-di-đà Phật. Cha, mẹ, hai người đâu rồi? Tội lỗi. Tại sao ông không giết con yêu quái đó đi? Tại sao? A-di-đà Phật, tại sao? Tâm mang oán niệm sẽ tạo ra ác quả. Hãy quên nó đi. Tại sao? Cái thôn này chỉ còn mình con sống sót, cũng là do ý trời. Từ nay về sau, con sẽ tên là Nhân Nghĩa. Sơn Hải Kinh Phục Ma Chính Đạo. Lão gia, từ từ thôi. 20 năm sau, lão gia, sao ông uống nhiều rượu thế? Phu nhân còn chưa ngủ à? Phu nhân nghe nói ông lại đến Bách Hoa Lâu, ngồi đàn cả đêm rồi. Đúng là đàn bà. Nấu trà an thần, rồi đem sang cho phu nhân. Đêm nay, ta ngủ ở tây phòng. Lão gia, như vậy hình như không ổn. Có gì mà không ổn? Ngươi mau đi đi. Phu nhân, lão gia bảo Linh Nhi pha trà an thần cho phu nhân. Phu nhân. Lão gia, không hay rồi. Lão gia. Ngọa Long Tự.
Còn với phu nhân, thành thân đã được 8 năm. Mong Phật tổ phù hộ chúng con, nối tiếp được hương hỏa. Cho dù có là con gái, thì cũng không có lỗi với tổ tông. 8 năm rồi còn chưa có con. Có đi khám bệnh chưa? Phật tổ nói chuyện rồi. Phật tổ hiển lên rồi. Phật tổ hiển lên rồi. Đi tìm Lang Trung khám thử, chỗ nào có vấn đề thì bồi bổ chỗ đó. Bằng không, cầu ai cũng vô dụng. Lời Phật tổ nói chí phải. Đa tạ Phật tổ, đa tạ Phật tổ. Phật tổ hiển lên rồi. Thí chủ, tượng Phật nói chuyện rồi. Tượng Phật nói chuyện. Tượng Phật sao nói chuyện được nhỉ? Sao không nói chuyện được? A Di Đà Phật, đệ tử ngu muội, không biết Phật tổ hiển linh, mong Phật tổ không trách tội. Không có gì, đệ tử tuệ duyên, thành tâm tu hành đã nhiều năm, một lòng hướng Phật. Bao giờ con mới có thể tu thành chính quả? Dâm hành thiện, làm nhiều việc tốt, mong Phật tổ chỉ rõ. Ví dụ như quét dọn cổng chùa hộ nhân nghĩa, giặt quần áo, làm hết tất cả việc lặt vặt, đến tối lấy nước tắm cho nhân nghĩa, vậy là được. Tên nhóc này, nhân nghĩa, đứng lại cho ta. Sư huynh, để nói đùa với huynh mà. Tên nhóc thối này, để khinh nhận Phật tổ, giả thần giả ma, để qua đây cho ta. Tuệ Duyên, con làm gì thế? Phương trượng, nhân nghĩa trốn phía sau tượng Phật, giả vờ Phật tổ hiển linh, nó trêu con. Nhân nghĩa, con qua đây. Tuy con chưa vào Phật môn, nhưng cũng phải biết tôn trọng thần Phật. Cửa Phật linh thiêng, nào phải là nơi con làm bừa. Sư phụ, con chẳng qua trốn phía sau tượng Phật, chợp mắt một lúc đã khắc xong kinh Lăng Nghiêm chưa? Sư phụ, bộ kinh văn đó cả vạn chữ, bao giờ con mới khắc xong mà? Chuyện gì rồi cũng xong. Đi đi, con biết rồi sư phụ. Phương trượng, nhân nghĩa không phải là người Phật môn, tại sao vẫn giữ nó lại trong chùa? Nhân nghĩa lớn lên trong Ngoại Long Tự, ngoài chỗ này ra nó còn đi đâu được? Ngày nào cũng bắt mình ra đây khắc kinh, dù khắc đầy hết rồi thì sao đây? Chẳng có tí tác dụng gì cả. Lão gia, ông từ từ thôi. Tiểu sư phụ, đại sư Phương trưởng có ở trong chùa không? Tiểu sư phụ, ta có việc gì? Nhà của tại hạ có ma quỷ đến phá, phu nhân của ta cũng bị ám luôn, mong tiểu sư phụ hãy bẩm báo một tiếng, để đại sư Phương trưởng ra tay giúp đỡ. Lúc nãy người bảo yêu, mời tiểu sư phụ, đại sư Phương trưởng không ở trong chùa thật à? Không có. Tiểu sư phụ, cậu biết hàng yêu thật à? Sao, ngươi không tin ta à? Không, không dám. Ta tin. Mời tiểu sư phụ. Lão gia, ai đang đánh đàn thế? Nghe tiếng thì là của phu nhân ta, nhưng mà người bên trong thật sự không phải bà ấy. Chỗ này. Chuyện Lão gia, tìm được người hàng yêu rồi. Mời đại sư. Tại hạ Cẩu Tề Tử, thầy hàng yêu của cung đung. Xin chào lão gia. Tại hạ Phương Bất Chính, học trò của thầy hàng yêu. Chào lão gia. Hai vị đại sư khách sáo quá. Chướng khí vây quanh. Trong nhà ông có yêu quái. Đại sư đúng là cao nhân,
mong đại sư hãy hàng yêu chính đạo, cứu phu nhân của ta. Đừng vội, đừng sợ. Nếu đã tìm đến ta thì chuyện hàng yêu cứ giao cho tại hạ. Nhưng mà tục ngữ có câu, đạo có đạo nghĩa, nghề cũng có quy định của nghề. Trước khi làm ăn, có phải nên bàn bạc rõ giá cả không? Bạn báo giá bắt yêu quái, ông xem nhé. Một con yêu quái 300 lượng. 300 lượng, đủ cả chùa ta ăn cả năm rồi. Tên chưa biết mùi đời này là... Đây là nhân nghĩa tiểu sư phụ, đệ tử của đại sư Phương Trượng ở ngoài Long Tự, cũng được ta mời đến để làm phép. Buồn cười, giờ chuyện hàng yêu này người Phật môn cũng tham gia vào, lẽ nào lại là một tên bị bợm trong giang hồ? Ngươi, gương bát quái, thiên địa quyền hoàng, âm dương diệu pháp, hiện thùng rỗng kêu to, mở đàn. Cậu không làm vài đường như họ à? Môn phái khác nhau, bọn ta không dùng cái này. Bảo mọi người lui xuống, chút nữa bất kể bên trong phát ra tiếng gì cũng không được vào. Tiểu tử, nếu người có bản lĩnh thật sự thì theo lão phu vào trong. Phương Bất Chính, đi thôi. Tiểu sư phụ, mời. Mời. Có ai không? Có ai ở đây không? Dàn bé tiếng như vậy mà cũng học đòi hàng yêu. Phải đấy. Có chuyện gì vậy sư phụ? Đây là đâu? Vẫn ở trong tôn phủ. Đây chẳng qua là ảo ảnh cho yêu quái bày ra thôi. Bất kể chút nữa xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được để yêu thuật mê hoặc. Đại ca, ta nghe thấy tiếng trống. Đại gia, đến đây đi. Đừng để ảo ảnh mê hoặc. Đi thôi. Đại gia, công tử, lẽ nào người không thích chỗ này à? Đây là ảo ảnh, là giả thôi. Cho dù là giả, lẽ nào người không muốn à? Sư phụ dạy, không được có dục. Sắc dục cản đạo. Mong cô nương tự trọng. Người không phải là tăng nhân, sao phải lễ Phật? Đàn ông đến đây, có ai không muốn chứ? Thằng nhóc nhân nghĩa này lại làm biến rồi. Nhân nghĩa, nhân nghĩa. Phương Trượng,
Có thấy nhân nghĩa không? Lúc nãy thấy nó xuống núi với người của Tôn Phủ rồi. Tôn Phủ? Tiểu mỹ nhân, đại gia, năm nay ta không được uống rượu. Chuyện không được, một gầm thôi. Được được, đại gia, mau đến bắt em đi, mau bắt em đi. Đại gia, qua đây đi. Nào. Sư phụ, sao thầy lại ở đây? Lúc nãy con sập bẫy con yêu nghiệt này. Đó là gì thế? Đó là cơ thể của Tôn phu nhân. Cây đàn trên bàn mới là yêu quái thật sự. Mau đưa hai vị thí chủ này lánh tạm một bên. Sư phụ, thầy cẩn thận. Tiểu mỹ nhân, năm nay ta... ta còn uống được. Nghiệt chướng, còn không mau hiện hình. Cầm yêu, ngươi thân là Huyền Cầm, mượn án niệm của Tôn thị tu thành hình người, quả thực không dễ. Bần tăng niệm tình ngươi phạm lỗi lần đầu, tạm thời không truy cứu. Điểm yêu lục đây ban tên Tứ Diện Huyền nạp vào điểm yêu lục, sau này không được làm việc ác hại người. Đa tạ đại sư. Tôn đại nhân xin dừng bước. Hôm nay may nhờ Phương Trượng đại sư đến kịp thời, ít ngân lượng này xem như tâm ý của ta, mong ngài nhận cho. Nhân nghĩa. A Di Đà Phật. Một hạt gạo của thí chủ nặng như một ngọn núi. Thế Tôn có lập giới kim tiền, sa môn kiếp này không đụng đến tiền. Chuyện ngân lượng xin miễn. Chuyện này, nhưng mà bần tăng khuyên Tôn đại nhân bớt đến những nơi ông bướm sẽ hay hơn. Nếu không, trong phủ sẽ tiếp tục xuất hiện yêu quái. Bần tăng xin cáo lui. Thiếu sư phụ, nhân nghĩa, đi thôi. Tên hòa thượng này, sao biết ta đi đâu thế? Hay, hay lắm. Lại lần nữa, náo nhiệt thật. Giỏi quá. Sư phụ, sao thầy lại biết tên Tôn Trường Quý đó hay đến chỗ ông bướm thế? Cầm yêu đó vốn là do oán niệm của Tôn phu nhân khi đánh đàn, tích tụ lâu hóa thành yêu. Trong lòng nghĩ sao thì sẽ hóa thân thành yêu quái như vậy. Chim giấy khóa chim thật đây. Hay, hay. Sư phụ, oán niệm cũng thành yêu được à? Yêu ma quỷ quái trên đời này đều là do người muốn mà không được, tu không thành quả mà ra. Sư phụ, tại sao thầy không dạy con thuộc hàng yêu? Đừng bắt con đi khắc kinh nữa. Nhân nghĩa, nếu con muốn học thuộc hàng yêu thì chờ con xuống tóc làm tăng rồi nói tiếp.
Phương trưởng, Phương trưởng, Phương trưởng không hay rồi. Hòa thượng thối, tụng kinh cả đêm, ngươi tụng 20 năm nay chưa đủ à? Để đẻ nội tâm mê của các ngươi, bần tăng nguyện tụng vạn lần kinh Lăng Nghiêm, cho dù có thêm 20 năm nữa thì có làm sao? Hòa thượng, ngươi tưởng mình còn thêm 20 năm nữa à? Năm đó ta đã ném pháp trượng khi phá kim chung của ngươi, pháp trượng đã dính ba tính của ta, một ngày nào đó nó nhất định thành yêu. Chỉ là một pháp trượng, cho dù là thành yêu thì có làm sao? Hàng yêu tăng nhà ngươi được đạt ma chân truyền, pháp lực thông thiên, luận tu vi thần Phật cũng khó địch lại ngươi. Nhưng mà ngươi đừng quên, mọi sự đều có nhân quả, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Phương trưởng, có chuyện không hay rồi. Sao lại như vậy nhỉ? Sao lại như vậy được? Phương trưởng, Phương trưởng, Phương trưởng đến rồi. Phương trưởng, ngài xem thử đi. Phương trưởng, ngài xem. Tượng Phật khóc. Yêu ma đắc đạo. Yêu ma, yêu ma đắc đạo. Yêu ma, lẽ nào? Mau lên, mau lên. Phương trưởng, sư phụ, thầy tìm con ư? Nhân Nghĩa, con hãy thu dọn ít quần áo, xuống núi trong đêm, đến đại thiền tự, giao chiếc hộp này đến cho Tuệ Không Phương trưởng, bảo ông ấy giữ cho kỹ. Sư phụ, thầy bảo con đêm nay xuống núi hả? Nhất định phải đưa chiếc hộp này đến nơi. Sư phụ, trong này có gì thế? Không cần hỏi nhiều, chiếc hộp này tuyệt đối không được mở ra. Chuyện này quan trọng, con mau lên đường đi. Nhớ kỹ, phải đi đường nhỏ. Sư phụ, đi đường nhỏ phải đi tận 7 ngày đấy. Không cần nói nhiều, đi đi. Phương trưởng, tại sao lại đưa bảo vật đến đại thiền tự à? Ta có dự cảm không lành, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sư phụ, đây là quan gì mà oai thế? Trông có vẻ như được triều đình phái xuống. Vậy mà hai người cũng không biết, ông ấy là hộ quốc pháp trưởng của triều đình, vạn pháp thiên tôn đấy. Nghe nói sức khỏe của hoàng thượng không tốt, toàn phải dưỡng bệnh bằng đan dược của ông ấy. Có vấn đề. Sư phụ, chúng ta đang chờ gì thế? Lúc nãy người ngồi trên kiệu hoa sen là yêu quái, trên đường nhiều bá tính, không tiện làm phép. Tí nữa đợi hắn đến đây, ta sẽ hàng phục hắn. Không phải con nói thầy, con theo thầy bao lâu nay, thầy còn chẳng hàng phục nổi một con heo. Lần trước ở Tôn Phủ cậu bị người ta ném ra ngoài, nếu không nhờ hòa thượng đó ra tay cứu, e là phải bỏ nghề rồi. Bớt nhiều lời đi, chút nữa con cứ chở đây, xem lão phu bắt nó như thế nào. Đến rồi kìa. Sư phụ, con nói lần này thầy. Yêu nghiệt, ta là thuật sĩ ở cung luôn,
Mau dẫn xác từ trên kiệu xuống đây, đấu pháp với lão phu. Nếu không, đừng trách linh kiếm của ta không có mắt. Nói khí thế thật đấy. Thầy hàng yêu của phái Cung Luân, chẳng phải 20 năm trước đã bị diệt môn rồi à? Ăn nói ngông cuồng. Linh kiếm của ta đây. Trò vặt vãnh. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Thiên tôn không cần đa lễ. Long thể của hoàng thượng gần đây thế nào? Sức khỏe của trẫm ngày càng yếu, mong thiên tôn làm phép để trẫm được sống lâu. Một khi thời cơ đến, thần khắc sẽ tự giúp hoàng thượng chữa bệnh trường sinh. Nhưng mà phép trường sinh của thần cần phải có một vị cao tăng làm thuốc dẫn thì mới có hiệu quả. Vị cao tăng đó hiện đang ở đâu? Cao tăng ở triều ta cả vạn người. Vi thần cũng không biết vị tăng nhân này hiện đang ở đâu. Nhưng mà thần cho là có thể bắt hết chúng tăng thiên hạ lại, tra hỏi từng người. Chỉ là thiên tôn cứ việc nói. Thần chỉ là một quốc sư, không có thực quyền trong tay, e là khó ra lệnh. Ban phạn pháp thiên tôn một đan thanh long bào, một hộ quốc kim trượng. Người đâu hết rồi? Bà ơi, có thể cho con xin miếng nước uống không? Được, cậu cứ ngồi xuống chờ tí. Nào. Bà ơi, sao cái thôn này không có ai thấy? Đều đến miếu thổ địa cả rồi. Nghe nói bắt được một con yêu quái, sắp đem đi thiêu. Thật ra con yêu quái đó cũng không hại ai, chẳng qua là kiếm đường sống thôi. Cậu nói xem, hà tất phải thế? Nếu đã không hại người, vậy tại sao phải thiêu? Bây giờ trên đời này, cho dù cậu không hại người thì người ta cũng phải cắt một miếng thịt trên người cậu. Vậy miếu thổ địa ở đâu? Đi về hướng đông là tới. Sao lại như vậy?
Là yêu quái thật, yêu quái. Các vị hương thân phụ lão đã nhìn thấy rồi đó, ngay cả máu của con yêu nghiệt này cũng có tà pháp. Phải đó, đúng đó, không được để nó sống. Thiêu chết nó, 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 thiêu chết nó. Con yêu quái xinh đẹp như vậy, thiêu chết tiếc lắm. Tiếc cái gì? Không có con yêu quái nào tốt cả. Phải đó, thiêu chết nó, đúng rồi, không được để nó sống. Thiêu chết nó, thiêu chết nó, thiêu chết nó, chờ đã. Bà con yêu quái này đâu có hại ai, tại sao phải thiêu? Trên đời này làm gì có yêu quái không hại người. Sư phụ ta dạy, yêu ma quỷ quái trên đời chẳng qua là quả do con người muốn mà không được, cầu mà không thấy mà ra. Nếu cô ấy chỉ muốn tìm một con đường sống, chỉ bằng thả cô ấy ra cũng là tích công đức cho các vị. Người là cái thá gì? Nếu người còn đó đỡ cho nó thì thiêu cả người. Mau cút đi, đúng đó, cút mau, đi đi. Mau đi đi, cút, cút đi, mau cút đi, mau đi đi. Nếu các người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Thiêu chết nó, thiêu chết nó, đừng để nó sống. Thiêu chết nó, thiêu chết nó, thiêu chết nó. Nào, đưa ngươi. Không hay, không hay rồi. Bên kia cháy rồi, mau dập lửa đi. Mau, mau đi dập lửa. Dập lửa, mau đi dập lửa. Cô nương, ta đến để cứu cô. Nào, cô nương, làm sao thế? Chân ta, tên đó thả yêu quái ra rồi, mau bắt hắn lại. Đứng lại, mau bắt hắn lại. Cô nương, xin đắc tội. Bắt lấy hắn, đứng lại. Bắt lấy bọn chúng, đứng chạy. Mau, mau đuổi theo hắn. Đuổi theo hắn, đứng lại, đuổi theo hắn. Mau bắt lấy bọn chúng, đứng chạy. Đang yên đang lành cứ đợi hàng yêu. Người ta bao nhiêu người, thầy ra vẻ cái gì chứ? Giờ còn một mình con. Thầy bảo con đi đâu đây? Sư phụ, mộ ân sư câu tề tử. Sư phụ, thầy yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện hàng yêu của thầy. Ta dũng cảm lắm. Đừng có qua đây, ta biết pháp thuật đó. Công tử, tay của huynh không sao, rửa sạch là được. Đa tạ cô nương. Công tử biết ta là yêu quái, tại sao con cứu ta? Sư phụ nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Hơn nữa lúc nãy bà lão trong làng bảo cô không hại ai. Công tử là người của Phật môn, ta lớn lên ở trong chùa thôi. Liên Tâm vốn là hoa sen tu luyện thành người. Công tử cứu mạng ta, Liên Tâm không biết lấy gì báo đáp. Nếu công tử không chê thì sau này Liên Tâm sẽ đi theo hầu hạ công tử. Không được, ta còn việc sư phụ giao phó. Sư phụ bảo ta đưa đồ đến đại thiền tự. Huống hồ ta cứu cô cũng không mong lấy gì từ cô. Đợi trời sáng thì cô đi đi. Liên Tâm tuyệt đối không làm liên lụy công tử. Mong công tử đừng từ chối. Ta đến Phật môn linh thiêng, một nữ tử như cô đưa cô theo không tiện. Huống hồ cô còn là yêu quái. Xem ra công tử cũng như bọn họ, đều vì ta là yêu quái mà ghét Liên Tâm. Không phải vậy, từ bé sư phụ đã dạy ta không cho ta tiếp cận đường sắt. Lúc nãy ta bế cô đã là phạm giới rồi. Nếu ta còn đưa cô đi thì sư phụ nhất định sẽ trách tội ta.
cứu ta với. Tránh xa ta ra. Đừng qua đây, đừng qua đây. Là ngươi. Đại ca, rốt cuộc ta cũng gặp người sống rồi. Mẹ ơi, chuyện này. Ăn từ từ thôi. Sau khi ta và sư phụ gặp đoàn người đó, ông ấy cứ đòi liều mạng với người ta. Ta quá rõ chút bản lĩnh của ông ấy. Mấy năm nay bọn ta chẳng hàng được con yêu quái nào cả. Dùng tí vỏ mèo đó chọn mồ cho người ta thì được. Không cho ông ấy đi mà không chịu nghe. Cuối cùng tự mình đưa mình đến chỗ chết. Hai người chẳng phải là Cung Luân thuộc sĩ à? Cung Luân thuộc sĩ gì? Cửa Cung Luân hướng nào ta còn chẳng biết. Thời gian qua quá là vất vả. Sau đó thì gặp được hai người ngồi đây hẹn hò. Không, Quynh nghe ta nói. Bây giờ ta không cần nơi nào để đi nữa. Sau này ta sẽ đi theo ngươi. Không được, ta còn phải đi đưa đồ. Ta chỉ muốn tìm nơi nương tựa thôi. Bây giờ ngoài kia loạn như vậy, nói không chừng một ngày nào đó ta chết. Công tử, để hắn ta đi cùng chúng ta đi. Đa tạ tổ phu nhân. Tổ phu nhân là người tốt. Phải rồi đại ca, chẳng phải Quynh ở chùa gì đó hả? Quynh ở đây. Ngươi hiểu lầm rồi. Bọn ta không có gì cả. Ta không có hiểu lầm. Ta cũng từng yêu. Thực ra ta cũng mới quen công tử thôi. Không sao, ta hiểu. Nam nữ khi yêu đều ngại ngùng cả, nhất là tình cảm, không dám để ai biết. Không, ngươi nghe ta nói. Đại ca, Quynh yên tâm. Ta không theo Quynh với hai bàn tay trắng đâu. Pháp khí của sư phụ đều ở chỗ ta. Bây giờ mấy món bảo vật này đều thuộc về Quynh. Đây là kiếm của sư phụ ta. Nếu dùng cây kiếm này trảm yêu, bộ kiếm định càng khôn. Cung Luân Bạch Ngọc Trảo, vật này có tác dụng gì? Giải ngứa. Đây là chuông tầm yêu. Chỉ cần có yêu quái xuất hiện thì nó sẽ phát ánh sáng xanh và chỉ ra vị trí của yêu quái. Đại ca, mạo muội hỏi một câu. Tổ phu nhân này gặp ở đâu vậy? Trên đường. Nếu cái chuông này không hỏng thì cô ấy chắc không phải người. Tôi là yêu quái. Cô ấy là yêu quái. Yêu quái. Cô đừng qua đây. Ta biết pháp thuật đấy. Đại ca, sao cô Quynh mặn vậy? Sao số ta khổ vậy nè? Mới vừa thoát chết lại gặp phải yêu quái. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Đừng ảnh hưởng việc làm ăn của ta. Biết cái gì vậy nè? Bắt đầu từ hôm nay, phàm là chúng tăng nơi cửa Phật cáo thị phải đến Điện Vạn Pháp thụ lễ, giúp hộ quốc pháp trượng nghiên cứu bí pháp bảo vệ thiên thu của nước ta. Tăng chúng nào không nghe theo, xử theo tội phản quốc. Nếu ai che giấu sẽ không tha. Ý gì thế? Thì là bắt hòa thượng đấy. Bắt hòa thượng? Nghiêm trọng thế. Tại sao lại bắt hòa thượng? Bắt hòa thượng làm gì? Tuệ Duyên, Phương trưởng, ta biết cả rồi. Rời khỏi đây rồi nói. Dân, làm gì thế?
Không sao đại ca, Quynh yên tâm, Vương Bất Chính ta đã theo Quynh thì nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Quynh. Còn cô, đừng hòng mượn cớ hại người, ta sẽ theo dõi cô đấy. Hai người đừng có theo ta nữa được không? Không được, không được. Còn như ta xin hai người từ đâu đến thì đi về chỗ đó có được không? Công tử đi đâu, Liên Tâm theo đó. Công tử đi đâu, Vương Bất Chính theo đó. Đại ca, đừng để sắc đẹp của cô ta mê hoặc, kiềm chế đi. Để ngươi trả đồ cho ta. Chuyện nhỏ như vậy, giao cho ta là được. Đừng khách sáo với ta. Đại ca, ta đói quá. Ông chủ, ba tô mì chay, bốn tô, được, tới đây. Mấy vị, nào, uống nước đi. Sao không lấy thế, ông chủ, người ở đây, đâu cả rồi. Bây giờ, lang sói lộng quyền, quan binh bắt người khắp nơi, ai trốn được về quê, đều trốn cả rồi. Nhìn cách ăn mặc của mấy vị, chắc là từ nơi khác đến. Đúng vậy, bọn ta đến từ Yên Lưu, muốn đến Đại Thiền Tự. Chờ chút nhé. Đại ca, ta có chút việc gấp. Bùa này cho huynh, giữ lấy phòng thân, bảo vệ bản thân. Nào, mì đây, tôi khuyên mấy vị quay về thì hơn, đừng đến Đại Thiền Tự nữa. Tại sao thế? Ngài cứ nghe lời ta khuyên, còn tại sao thì đừng hỏi. Nào, không cần đâu công tử, Liên Tâm không ăn thức ăn của người. Quên ấy đâu rồi? Vương Bất Chính, Vương Bất Chính, Vương Bất Chính. Hộp gắn của sư phụ còn trên người quên ấy. Chớp mắt một cái người không thấy đâu. Công tử, ta biết tìm hắn ở đâu rồi. Chúng ta đi đâu thế? Ấn ký và long trên cây đều thuộc về Phùng Thời. Phùng Thời ở trong chợ yêu quái. Chợ yêu quái. Tủ trì nhục lâm hưởng cực lạc, phù vân che mắt hiện yêu tập. Chỗ này ngoài tấm bia với mấy cục đá thì chẳng có gì cả. Ở đâu ra có chợ? Công tử đừng vội. Tại sao cô phải gõ cửa? Trong này cũng đâu có người. Ai đấy? Có người thật à? Ông sống ở trong này, đi chỗ khác. Bọn ta muốn vào chợ yêu quái. Cô vào được. Tên này là người. Không được. Chăm chút một chút được không? Bọn ta muốn vào đó tìm người, mong yêu thị thương tình. Chắc cô biết rõ quy tắc ở đây. Chợ yêu quái, người không được vào. Hai người đi đi. Người thì làm sao? Công tử đừng vội. Chờ đã. Chờ đã. Một chút tấm lòng
mong yêu thị nhận cho. Chờ chút. Cho hắn ăn, để che mùi con người của hắn lại. Đa tạ. Đây là gì thế? Công tử yên tâm, Liên Tâm không hại công tử đâu. Mời hai tỷ vào trong. Đi đâu? Sứa thì quên, mắt thường không nhìn thấy chợ yêu quái. Đây là gì thế? Nước mắt rắn. Qua đây. Ngồi, ngồi xuống. Rắn có nước mắt hả? Bớt nói nhiều, nhắm mắt lại. Khách quan, mời vào trong. Đi thôi, công tử. Trên trời này lại có nơi lạ như vậy. Công tử, theo ta. Đặt xong bỏ tay ra. Đặt xong bỏ tay ra. Mua tài, mua xỉu. Yêu quái cũng thích bài bạc à? Nơi này nằm giữa âm dương, là nơi giải trí của chúng yêu quái. Yêu quái tầm hoang hưởng lạc ở đây, cũng dục vọng đầy người như con người, chẳng có gì lạ cả. Đi thôi. Đây, đó là tứ tỳ lục thông. Chẳng qua là có thêm hai tay nên bị cha mẹ bỏ rơi. Vậy nên nếu có vợ chồng nào phá thai bị quấy phát hiện ra thì sẽ bị quấy rút lưỡi. Đi thôi, tránh ra. Công tử cẩn thận. Lên dĩa. Công tử đi bên này. Có người trời sinh đã khác người khác. Chính miệng lưỡi người đời biến họ thành yêu quái. Họ bị mọi người ghét bỏ nên quyết định trốn ở đây, dần dần trở thành yêu quái thật sự. Nhưng mà đối với bọn họ,
thay vì phải chịu ánh mắt săm soi của người đời, chỉ bằng sống tự do vui vẻ ở đây. Chợ yêu quái này do ai xây thế? Chủ nhân của chợ yêu quái này chính là Phùng Thời. Nhưng mà Phùng Thời đắc đạo đã nghìn năm, không biết tại sao lần này liên tâm. Yêu quái này, công tử quen à? Đây là cầm yêu mà ta với sư phụ gặp ở Tôn phủ. Công tử, vạn vật trên thế gian đều có nguồn gốc. Chợ yêu quái này chính là nhà của yêu quái. Nhưng mà từ nay về sau, công tử chính là nhà của Liên Tâm. Người đến là ai? Hoa yêu Liên Tâm xin gặp Phùng Thời. Chờ chút. Vào đi. Liên Tâm, người ban nãy đâu? Công tử, đó không phải người, chỉ là cái đầu thôi. Chúng ta đi thôi. Sao chỗ này nhiều thơ thế? Phùng Thời vốn là một con phượng trắng sống trên núi, tình cờ gặp một nhà thơ, sau này ngày nào cũng ở bên cạnh nhà thơ đó. Những năm cuối đời của nhà thơ rất thê lương. Sau khi ông ấy mất, Phùng Thời cảm thấy nhà thơ sinh không đúng thời, nên mới có cái tên này. Phượng trắng cũng biết làm thơ à? Hai người đối ẩm, núi biết hoa nở, một ly rồi lại một ly. Một ly cái gì ấy nhỉ? Liên Tâm, chào trưởng quầy. Đến đúng lúc lắm. Nào nào nào, cùng nhau uống vài ly, cùng làm thơ với lão phu. Trưởng quầy, Liên Tâm đến không phải đi uống rượu. Không uống rượu. Không uống rượu, đến để làm gì? Bọn ta đến để tìm người, một tên mắt lé. Vốn dĩ mắt hắn lé, sau đó ta chữa khỏi cho hắn rồi. Tỉnh lại đi. Làm gì thế? Đồ đâu? Đồ đâu rồi? Không được, không uống nổi nữa. Đồ đâu rồi? Ở đây này công tử. Sao thế? Không biết tại sao mà cái hộp này nóng lắm. Đồ trong này còn chứ? Ngươi không biết, tự mở ra xem à. Điểm yêu lục. Điểm yêu lục. Yên tâm đi, pháp khí hàng yêu tăng chỉ có con người có thể chạm vào. Nếu yêu quái chạm vào thì sẽ hóa thành tro ngay lập tức. Lúc nãy nếu không nhờ có chiếc hộp thì ngươi không chỉ bị bỏng tay thôi đâu. Đây là pháp khí sư phụ dùng để hàng yêu. Xem ra lúc ngươi rời khỏi, tên hòa thượng đại sư không nói ngươi biết đồ trong hộp này là gì. Ông biết sư phụ ta? Đâu chỉ là biết, ta là người quen của mấy đời hàng yêu tăng nữa. Cái tên đầu tiên trong điểm yêu lục chính là lão phù. Tại sao ông lại gọi sư phụ ta là hàng yêu tăng? Xem ra tên hòa thượng đại sư này nuôi nấng ngươi nên người, nhưng không hề tiết lộ thân phận. Cái tên đại sư, tương truyền đạt ma sư tổ trước khi hóa thành Phật, thấy sân niệm của người đời hóa thành yêu, yêu quái lẫn trốn trong dân gian gây ra tai họa,
Đạt Ma không muốn bá tánh phải chịu khổ, bèn chỉ dạy bí pháp cho sa môn bên dưới. Chỉ cần cam nguyện ghi tên vào điểm yêu lục thì sẽ nghe theo hiệu lệnh của hàng yêu tăng. Thứ này không bao giờ rời khỏi hàng yêu tăng, bảo ngươi mang ra ngoài, ắt là hắn đoán được sắp có chuyện lớn xảy ra. Bất kể là gì thì nó không thuộc về chỗ này, ta phải mang nó đi, đưa đến đại thiền tự. Mang đi thì được, nhưng ta khuyên ngươi một câu, thay vì mang nó đến đại thiền tự, chi bằng để lại chỗ ta cho an toàn. Đưa hắn đi đi, tên này đã uống mấy chục cân rượu của lão phu rồi, lão phu không cần rượu để uống. Uống hướng tây nhật lạc xuất, diêu chim đại bi nhang, nhật tịnh tứ hải thủy thân quang. Xem ra sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Yêu đạo, Phương trưởng, Phương trưởng, lúc nãy dưới núi con thấy một đội quan binh đang mang theo cờ lên núi ạ. Xem ra bọn họ tìm đến đây rồi. Tuệ Duyên, có con mau đi theo đường nhỏ xuống núi, rời khỏi đây đi tìm Nhân Nghĩa. Xuống núi, yêu trưởng đến đây vì nhất mục ngũ, chỉ cần điểm yêu lục còn, nhất mục ngũ sẽ không thể hiện hình. Tìm được Nhân Nghĩa tuyệt đối không thể để điểm yêu lục rơi vào tay hắn. Nhưng mà Phương trưởng, mau đi đi. Dân Ngọa Long Tự. Phương trưởng, dân núi có một toán binh mã, chúng ta phải làm sao đây? Mau mang thiền trượng của ta ra đây. A Di Đà Phật. Không biết quốc sư Giá Lâm đến Ngọa Long Tự có việc gì? Hàng yêu tăng nhà ngươi thần cơ dự toán, làm sao mà không biết? Tại sao ta đến đây chứ? Chắc là quốc sư chính là pháp trưởng của nhất mục ngũ. Ta phụng lệnh hoàng thượng bắt hàng yêu tăng, chẳng lẽ bọn hòa thượng các ngươi dám chống lại triều đình? Bần tăng chỉ là một thứ dân, nào dám chống đối triều đình? Mau buông gậy trên tay xuống. Phương trưởng, Phương trưởng, buông xuống. Không được. Vốn tưởng là chuyện tốt, giờ thì hay rồi. Đoạn đường chỉ đi mấy ngày, phải kéo dài tới bây giờ, còn chẳng bằng ta về khắc kinh văn. Cũng tại Liên Tâm làm trễ việc của công tử. Nếu ban đầu công tử không cứu Liên Tâm thì sẽ không phải như vậy. Không không, ta không trách cô. Nếu không nhờ cô đưa ta đến chợ yêu quái thì kiếp này ta cũng không đến được đó. Nếu sau này còn có cơ hội thì cô đưa ta đến những nơi kỳ lạ này nữa nhé, học hỏi được nhiều lắm.
Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ, ai làm ngươi bị thương vậy? Là Vạn Pháp Thiên Tôn. Hắn hạ lệnh truy nã tăng nhân, quan binh bắt người khắp nơi. Vậy đại tiền tử thì sao? Cả đại tiền tử. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, tiểu sư phụ. Vạn Pháp Thiên Tôn. Không hay rồi, Ngọa Long Tử. Hòa thượng, Vạn Pháp Quy Tâm Trận của ta mùi vị thế nào? Chỉ cần ngươi giao điểm yêu lục ra thì sẽ bớt phải chịu nỗi đau xác thịt này. Quốc sư đã tìm được tượng đá của Nhất Mục Ngũ, hà cớ gì phải lấy điểm yêu lục? Điểm yêu lục không xóa tên chủ nhân ta, thì ta lấy bức tượng này để làm gì? Thả Nhất Mục Ngũ chính là đẩy thiên hạ vào đại loạn. Nhất Mục Ngũ sẽ vạn kiếp không thể quay đầu. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Hiện giờ hoàng thượng cũng phải nghe theo lệnh ta, mạng của chúng tăng trong thiên hạ đều trong tay ta. Ta có thể để Phật môn của ngươi biến mất trên trung thổ. Lẽ nào ngươi muốn đổi bằng mạng của họ? Nghĩ kỹ đi, hòa thượng. Đứng lại, ngươi qua đây bỏ mũ ra. Cút, qua đây. Bên kia, ngươi đứng lại. Làm gì thế? Đứng lại cho ta, không được đi. Ngươi đi, đi. Ngươi bỏ mũ ra cho ta. Tướng công, ta không phải hòa thượng, mau thả ta ra. Đường tử, các ngươi thả ta ra. Ta không phải hòa thượng, thả ta ra. Ta không phải thật mà. Thả ra, thả ta ra. Đương tử, thả ta ra. Đương tử. Nhân nghĩa, nhân nghĩa, nhân nghĩa. Nào nào, qua đây. Sư huynh, sao huynh lại ở đây? Sư phụ đâu? Quốc sư đưa quan binh đến Ngọa Long Tự, đưa Vương Trượng đi mất. Sư phụ sợ ngươi về chùa nên cố tình bảo ta xuống núi bằng đường nhỏ để tìm ngươi. Tên quốc sư này tại sao lại nhắm vào Phật môn của chúng ta? Ta, sư phụ ta lúc còn sống có bảo tên quốc sư đó là khóa thân của yêu vật. Yêu giới có lời đồn tên Vạn Pháp Thiên Tôn đó là pháp trưởng của Nhất Mục Ngũ. Sau khi Nhất Mục Ngũ bị trấn áp thì pháp trưởng hóa thành người, dựa vào quyền vua trấn áp hàng yêu tăng, nhân thời cơ để Nhất Mục Ngũ trốn thoát. Nhân nghĩa, để mang điểm yêu lục đi đi. Một khi điểm yêu lục bị phát hiện thì Nhất Mục Ngũ sẽ lại xuất hiện ở nhân gian đấy. Liên tâm, tên quốc sư này ở đâu? Đưa ta đến gặp hắn. Không được, yêu quái đó hiện đang dựa vào triều đình. Bây giờ chúng ta chống đối nó đồng nghĩa chống đối triều đình. Chỉ cần cứu được sư phụ, ta chống đối cả thiên hạ. Có là gì? Nhân nghĩa. Nô tài tham kiến quốc sư. Có việc gì? Bệ hạ sai nô tài sang hỏi, thuốc dẫn đã tìm được chưa? Đương nhiên là tìm được rồi. Hắn ta đã giúp ta một tay. Thì sao? Không có thuốc dẫn chứ? Thuốc dẫn đến chưa? Hoàng thượng đã tìm được thuốc dẫn, đang trên đường đưa đến. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng băng hà, rồng bay về trời. Công tử, chỗ này. Hòa thượng, xem ra có người đến cứu ngươi rồi. Nhưng mà chỗ của ta vào được chưa chắc đã ra được.
Sư phụ! Nhân Nghĩa, mau đi đi! Không ngờ lại có người dám xông vào quốc sư đại điện của ta. Yêu trượng, thả sư phụ của ta ra! Muốn cứu tên hòa thượng này, vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Ngươi! Đại ca, để ta! Thiên địa vô cực hiện. Đi. Cẩn thận. Nhân Nghĩa, chỉ là một con hoa yêu tầm thường, bà dám đấu với bổn tôn? Dừng tay! Điểm yêu lục trong tay ta, thả sư phụ với Liên Tâm ra, ta sẽ đưa điểm yêu lục cho ngươi. Ngươi đốt nó đi, ta sẽ thả ngươi. Công tử không được tin hắn, nếu không cần điểm yêu lục thì sẽ có rất nhiều tà thần thượng cổ sẽ xuất hiện. Bây giờ ngươi không được lựa chọn, một là đốt nó, hoặc là ta giết ả. Nhân Nghĩa, không được. Đã 20 năm rồi. Chủ nhân sắp xuất hiện trở lại rồi. Mau cứu sư phụ ta. Nhóc Mục Ngũ đã phá phong ấn, nhân lúc cơ thể hắn chưa hợp nhất, phải mau chóng phong ấn nó lại. Nhân Nghĩa, thả ta xuống. Điểm yêu lục đã khóa thành tròn, tên phế nhân cho ngươi lấy gì đấu với ta? Nhân Nghĩa, hiện tại chỉ có con mới có thể đối phó với con yêu nghiệt này. Con cảm phiền hai người cản tên yêu nghiệt này giúp ta.
chỉ có bọn ngươi mà đòi cản ta. Ta được Phật Tổ điểm hóa, trở thành hàng yêu tăng cả trăm năm. Giờ ta truyền những gì được học cho con. Đợi sau khi ta diệt độ thì con sẽ là hàng yêu tăng. Thiên Nhật Như Lai. Truyền pháp ngay lúc này thì làm gì được ta? Cho dù ngươi có thành phần cũng vô dụng. Hai vị thí chủ, xin hãy tránh sang một bên. Những việc còn lại cứ giao cho Bần Tăng. Sư phụ, sư phụ, sau đó hàng yêu tăng đi đâu vậy? Sẽ có nơi dành cho họ. Sư phụ, trên đời này có yêu quái thật không? Yêu ma quỷ quái ở trên đời đều là do quả con người muốn mà không được, cầu mà không thấy thôi. Yêu quái đều là ác cả à? Không, yêu quái được sinh ra khác người, không phải ai cùng ác. Không còn điểm yêu lục, hàng yêu tăng mới dùng cái gì để bắt yêu quái? Nhân nghĩa, thập lý đình kêu yêu quái xuất hiện. Minh Trí, con về chùa khắc kinh văn trên đá trước. Thầy đi một lát rồi về. Sư phụ kể thêm một chuyện nữa rồi đi, con vẫn còn muốn nghe. Ngày xưa có một con núi, trên núi có một cái miếu. Con biết, trong miếu có một hòa thượng già. Không, trong miếu có một hàng yêu tăng.